13 phẩm lục đáo bỉ ngạn, lúc bấy giờ Mãn Từ tử thưa: Bạch Thế Tôn, con cũng muốn đem trí tuệ biện tài nói với các đại Bồ Tát, do nghĩa này nên gọi là Ma Ha Tát. Phật bảo Mãn Từ tử: Tùy theo ý ông mà nói. Mãn Từ tử thưa: Bạch Thế Tôn, do các Bồ Tát vì làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp công đức lớn, phát tâm hướng đến Đại Thừa vì nương vào Đại Thừa nên gọi là Ma Ha Tát. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ tử: Thế nào là Đại Bồ Tát vì làm lợi lạc khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp công đức lớn? Mãn Từ tử đáp: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, không làm lợi lạc cho phần nhỏ chúng hữu tình, mà tu hành bố thí ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, nên tu hành bố thí ba la mật đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, không làm lợi lạc cho phần nhỏ chúng hữu tình, mà tu hành tịnh giới ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, nên tu hành tịnh giới ba la mật đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn ba la mật đa, không làm lợi lạc cho phần nhỏ chúng hữu tình, mà tu hành an nhẫn ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, nên tu hành an nhẫn ba la mật đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn ba la mật đa, không làm lợi lạc cho phần nhỏ chúng hữu tình, mà tu hành tinh tấn ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, nên tu hành tinh tấn ba la mật đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự ba la mật đa, không làm lợi lạc cho phần nhỏ chúng hữu tình, mà tu hành tịnh lự ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, nên tu hành tịnh lự ba la mật đa. Các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không làm lợi lạc cho phần nhỏ chúng hữu tình, mà tu hành bát nhã ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, nên tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát vì làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp công đức lớn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát mặc áo giáp công đức lớn, làm lợi lạc cho các hữu tình không có giới hạn, không nghĩ như vậy: Tôi sẽ cứu giúp chúng hữu tình ấy, làm cho họ vào cõi vô dư niết bàn, có hữu tình không làm cho họ vào được. Tôi sẽ cứu giúp hữu tình ấy, làm cho an trụ vô thượng chánh đẳng chánh giác, có hữu tình không làm cho họ an trụ được. Nhưng các đại Bồ Tát vẫn cứu giúp khắp tất cả hữu tình, làm cho họ dần dần vào cõi vô dư niết bàn và an trụ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát vì làm lợi lạc khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp công đức lớn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát nghĩ như vậy: Tôi sẽ tự mình làm viên mãn bố thí ba la mật đa, cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn bố thí ba la mật đa. Tôi sẽ tự mình làm viên mãn tịnh giới ba la mật đa, cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn tịnh giới ba la mật đa. Tôi sẽ tự mình làm viên mãn an nhẫn ba la mật đa, cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn an nhẫn ba la mật đa. Tôi sẽ tự mình làm viên mãn tinh tấn ba la mật đa, cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn tinh tấn ba la mật đa. Tôi sẽ tự mình làm viên mãn tịnh lự ba la mật đa, cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn tịnh lự ba la mật đa. Tôi sẽ tự mình làm viên mãn bát nhã ba la mật đa, cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn bát nhã ba la mật đa. Các đại Bồ Tát nghĩ như vậy: Tôi sẽ tự mình nương vào sáu pháp ba la mật đa như vậy, an trụ pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh, tu hành bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng làm cho tất cả hữu tình nương vào sáu pháp ba la mật đa này, an trụ pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh, tu hành bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Các đại Bồ Tát nghĩ như vậy: Tôi sẽ tự mình nương vào sáu pháp ba la mật đa như vậy, mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác,
vào cõi vô dư y niết bàn, cũng làm cho tất cả hữu tình nương vào sáu pháp ba la mật đa, mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác vào cõi vô dư y niết bàn. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, nên mặc giáp công đức lớn. Hết quyển thứ 411.